Hello, chào các bạn. Đây là video phần 3. Vâng, phần 3 nha các bạn. Đó, hai cha con chúng tôi đi chơi cùng với nhóm bạn Tùng FDV. Đó, cắm trại ngủ lều camping ở Ta Lai đó, ở Tân Phú Đồng Nai các bạn. Một cái ruộng lúa rừng Nam Cát Tiên rộng mênh mông. Đó, ban đêm chúng tôi cắm trại ngủ trên ruộng lúa này, bì bõm nước các bạn, quá ghê luôn. Đó, và bây giờ là sáng sớm rồi, sau một đêm ngủ trong mưa. Đó, chúng tôi đã thức dậy 5:30. Các bạn ơi, tôi để chuông. Đây, bạn Luân ngủ rồi. Mình dậy coi có bình minh không. Vâng, mình nhìn ra ngoài xem có bình minh không. Vâng, thời tiết khá là xấu các bạn. Nhìn qua cái lưới thôi, nhưng mà không thấy mặt trời đâu cả. Và trời vẫn ẩm ướt. Đó, xe chúng tôi để ngoài kia suốt đêm. Vâng, cái lều của tôi, cái lều này tôi xài là 5-6 năm rồi, 7 năm rồi. Vâng, cái lều này không trị được nước, hồi đêm mưa nó ngập ướt hết lều luôn. Đó, mình ngủ ở cái bờ bìa rừng. Vâng, đây là bạn Tùng FDV đang bay con Mavic 3 để lên săn mây đấy. Đó, sau lưng là bìa rừng, rừng Nam Cát Tiên nữa. Cao lên tí, nó bị lẫn rồi. Lẫn vô cái màu đen rồi. Vâng, đây là cái tay cầm của Mavic 3. Bạn Tùng thì hay đi bay sự kiện, bay job, cho nên là trang bị đồ xịn không à. Mavic 3 các bạn. Đeo tai nghe, buộc dây giày và bắt đầu cất bước chạy. Bạn đã sẵn sàng cho xuống thấp hết rồi, nó trên đằng ngay trên đầu mình luôn. Nó đẩy thẳng lên là nằm ngay trên đầu luôn. Vâng, còn đây là con Flycam giá 5,6 triệu của hãng Husqvarna. Đó, con này là mới ra luôn. Đó, bây giờ tôi sẽ bay lên để cho các bạn xem ngắm nhìn đồng lúa rừng Nam Cát Tiên. Đó, và sẵn tiện mình bay lên cao, mình săn mây luôn. Vâng, đẹp quá các bạn ơi. Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi sáng chủ nhật vui vẻ. Vâng, hiện tại tôi đang ở cánh đồng lúa của rừng Nam Cát Tiên các bạn ơi. Đó, và đây là con Flycam của hãng Husqvarna. Tên của nó là Blackhawk 1. Đó, Blackhawk 1. Và bây giờ tôi sẽ cất cánh bay ra ngoài đồng lúa kia cho các bạn xem. Mình sẽ săn mây đi các bạn. Săn mây. Đây, tay cầm của nó đây. Cất cánh thôi. Ok, bay nào. Wow. Vâng, các bạn có thể tin được không? Suốt đêm qua chúng tôi nó ngủ trên cái vũng nước này nữa. Vâng, thật ra thì chúng tôi có xem một số những cái vlog đó và những cái video của nhiều bạn đã từng tới đây chơi, nó cắm trại và picnic ở đây này. Khá là vui, khá là đẹp, khá là chill. Đó, các bạn có coi cái YouTube của bạn sang vlog nha. Đó, sang vlog là nhà gần đây. Đó, cánh rừng này sau kia là rừng Nam Cát Tiên. Và ban đêm là voi nó từ trong nó đi ra. Nó đi ra đây, nó mùa lúa chín là nó ra đây nó ăn lúa và nó phá lúa. Đêm nào nó cũng ra. Vâng, cánh đồng này mới gặt ngày hôm qua. Chỗ này là mới gặt ngày hôm qua này. Đó, còn bên phải là còn chuẩn bị gặt. Chắc là sẽ gặt trong 1-2 ngày là sẽ hết. Đó.
Vâng, phía xa đã nhìn thấy mây rồi các bạn ơi. Những cái này là từng cái thửa ruộng. Thỉnh thoảng các bạn, vâng, có cái đường xi măng đi vào kìa. Đó, tối hôm qua chúng tôi đi cái đường xi măng đó vào. Các bạn thấy thỉnh thoảng có một cái chòi lá đó, là cái chòi đó là của nông dân ở đây. Đa số người dân ở đây là người dân tộc Sờ Tiên. Đó, Sờ Tiên. Và người Kinh ở đây cũng rất là nhiều rồi. Đó, ban đêm là họ phải bố trí người ra đây trực để bật đèn, rồi đốt lửa để voi đừng ra nó phá lúa. Đó, nó nằm ra nó lăn, nó lết, nó bò là hư hết lúa của mình. Đó, chỉ những cái tuần mà sắp gặt thôi. Đó, thấy mây ở xa, tôi bay tới thử. Đó. Wow, lãng mạn các bạn ơi. Nhìn cũng vui mắt các bạn ha. Đó. Cái này người ta gọi là săn mây này. Đó. Cánh đồng lúa. Đẹp quá. Các bạn nhìn phía trước này. Đó, cái điểm nhấn là chỗ này nha các bạn. Đó, những cái cây các bạn để ý, những cái cây nó mọc ở trên ruộng lúa. Đó, ồ, cái đoạn đó. Lúc đó mình bay Leica mình không để ý. Cái đoạn đó là cái đoạn chiều nhất đấy các bạn. Vâng, đây là một cái hồ nước này. Đó, cái video phần 3 tôi có quay chi tiết cái hồ nước này rồi các bạn. Trong lúc tôi bay thì bạn Luân vẫn còn đang ngủ. Vâng, mới 5 giờ rưỡi sáng, 6 giờ mà. Đó, hai cha con có mua cái nệm này để nằm. 470.000 tiền ship nữa là gần 500.000 một cái. Nệm hơi. Nó rộng thì chỉ khoảng độ 50cm thôi, mà nó dài 2m. Phê lắm các bạn ơi. Đó, mình bơm bằng chân, mình đạp á, là tự nó bơm căng lên nằm. Cho nên là bên dưới có nước cũng không ảnh hưởng gì. Đó, phía xa là nhóm 6 anh em còn lại ở phía bên kia. Vâng, đây là cái cục sạc dự phòng của tôi này. Một cái trạm năng lượng mini. Đó. 80.000 mAh. Đó, mình mang theo để mà ở giữa ruộng này mình có, mình sạc flycam này. Tôi mới bay một cục rồi. Đó, mình bỏ xuống đây mình sạc. Cái lát nữa trời nắng lên mình bay lên cao mình săn mây lần nữa. Ban nãy chưa có đã các bạn ơi. Đó, sạc vô rồ, sạc điện thoại, sạc tay cầm và cái thùng UV đằng sau. Đó, cái thùng to đựng hết những cái thứ này. Và nếu mà mưa lớn thì mình úp nó lại mà. Đó, cái sạc dự phòng rất lợi hại mà. Sạc phải được 5-7 cục pin Leica á. Còn điện thoại thì thôi sạc cho cả 6-7 người dùng. Đó, còn đây là đồ chơi FPV của nhóc Hùng. Đó. Hùng nhỏ xíu à. Mới ra trường, sinh viên hàng không mới ra trường, nay là gần 23 tuổi. Đây là bạn Tuấn Anh. Đó, bạn Tùng thì dùng cái thùng nhôm. Đó, và cũng mua một cái cục sạc khủng giống như của tôi đi các bạn. Đó, nếu các bạn cảm thấy thích thú với cục sạc này thì bấm vào phần mô tả của video nha. Tôi có để một cái link bên trong đó. Đó, để liên hệ với shop đó, và mua cho mình một cái. Giá của nó thì đâu đó khoảng bao nhiêu ta, 2 triệu 2 triệu 2 gì các bạn. Đó, rất đa năng nha, có sạc tẩu ra nguồn điện 6V 12V vân vân. Đó, để sạc. Đó, sạc hai cục Mavic 3. Đó, cái cục sạc này là mình có thể sạc được, bạn Tùng nói là sạc được 4-5 cục pin Mavic 3 tha hồ chơi. Một cục pin này thôi là giá gần 5 triệu rồi. Một cục pin ấy, Mavic 3 gần 35 triệu. Đó. Mà mình mua cái trạm năng lượng kia có 2 triệu 2 thôi. Nhưng mà mình sạc được nó 5 cục. Trong lúc bay là mình sạc gối đầu. Là tha hồ, tiết kiệm. Tiết kiệm tiền hơn là mình mua nhiều pin. Và còn sử dụng vào nhiều việc khác nữa. Đó, cánh đồng phía bên đây. Đợi mãi mà nắng nó không có lên các bạn ơi. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị ăn sáng này.
nấu nước sôi, ăn mì gói với lại xúc xích. Phía trên này là cái đâu rồi, cái đùi dê đó, qua ăn còn dư này, đùi dê rừng, dê núi Ninh Thuận của bạn Thái Cào Cào đó. Còn đây là cái ghế sofa bằng hơi nhưng mà không có gió cho nên mình không lùa được, không bơm lên được, không lùa được. Tùng bó tay luôn. Nhưng mọi lần có gió là mình quơ một cái là nó căng phòng lên. Vâng, mời các bạn uống cà phê sáng. Vâng, ngồi trên cánh đồng ruộng trời lạnh lạnh đó, nhâm nhi ly cà phê nóng, cảm giác nó phê, nó chill các bạn ơi. Đã ngồi chờ nắng lên để quay vài cảnh gặt lúa mà rồi săn mây nữa mà nắng vẫn chưa lên, quá là ức chế. Đó, từ xa tôi nhìn thấy cái đỉnh núi mà có mây nó phủ kìa, đó là nghiền rồi, nghiền rồi. Cho nên là tôi chuẩn bị om lai ca phúc san, chuẩn bị bay các bạn ha, bay một lần nữa. Wow, đi. Vâng, con này là húp san, tên nó là Black Hawk 1. Giá rất là mềm mại cho anh em mới chơi, chỉ có 5.590.000. Và bay coi như là tuyệt vời luôn. Đã. Vâng, mình nhìn xa mình tưởng mây trên đỉnh núi mà không phải bạn ơi. Tới gần thì nó chỉ là đám mây nhỏ này nó che đi, nó làm cho mình tưởng rằng trên đỉnh núi thì không phải. Đây, xoay qua bên trái, vô tình xoay qua bên trái thì gặp nguyên một biển mây ở bên này. Quá đã các bạn ơi. Vâng, độ cao này thì không có cao đâu các bạn ơi, chỉ khoảng độ 200 mét thôi. Đó, mà trong cái đó con Black Hawk này thì nó bay được tới độ cao tới 800 mét. Còn thì cái đây bay 200 mét là mình đã thấy mây rồi. Đó, mình bay trên đây mình nó phê giống như là trong phim Tây Du Ký các bạn ha. Đã không? Mây mà nó dày đặc hết á thì nó không đã, phải nhìn xuống bên dưới được. Cho nên nó loáng thoáng như vậy này, nhìn nó phê, bên dưới là sông Đồng Nai. Thời tiết ở Tà Lài này thì nó khá là nóng bức. Bây giờ đang là mùa hè tháng 8. Cho dù ban ngày hay ban đêm gì nó rất là nóng luôn. Và rất ít có gió. Ban đêm ngủ mà ngủ ngoài ruộng như thế này mà tôi phải mặc quần đùi với lại một cái áo thun mỏng, nóng lắm. Với lại mình nằm trên cái nệm đó nó cũng hơi nóng nữa. Cái nệm cao su đó nó hơi bị nóng. Nếu mà mình đi ở những nơi mà lạnh hoặc mưa lớn, hoặc Đà Lạt, những cái vùng mà lạnh ấy, thì nó ok. Còn thời tiết ở Tà Lài thì thật sự là mà mùa hè này khá là nóng. Buổi sáng là không có miếng gió luôn. Các bạn nhìn thấy mây nó im luôn, nó không có trôi nha. Ồ, ảo diệu chưa? Đó, nếu các bạn không có điều kiện mà đi Đà Lạt, đi đây đi đó để săn mây bằng mắt thường đó, thì mua một con lai cam này bay lên để ngắm mây. Vâng, chúng tôi ở dưới cái lùm cây này. Đó, xe để ngoài này rồi vác đồ vào khoảng độ 100 mét đi trên cái gờ ruộng á. Chỗ này thì lúa mới gặt xong ngày hôm qua, chúng tôi đến đây từ ngày hôm qua là. Đó. Màu sắc đẹp quá bạn ha, con Leica có 5.6 mà màu đẹp ghê, màu gốc nguyên bản các bạn ha, tôi không có chỉnh sửa gì hết trơn nữa. Đó, quay đẹp. Đó, các bạn nhìn cái bìa rừng kìa, rừng Nam Cát Tiên bạn nha, đây là bìa rừng. Đó, ban đêm là voi ở trong nó đi ra đó. Đó, voi con thôi ra nó phá nó nghịch đó, nhiều người ở đây là phải đuổi đó, hầu như đêm nào nó cũng ra đó. Chúng tôi thức dậy xong rồi mới nghe ở đây người ta nói hết hồn, mình nằm ngay cái đường voi nó đi qua đi lại, không là đêm qua nó dẫm mình là coi như xong rồi. Quá là kinh khủng. Mình đâu có nghĩ rằng là ở cái bìa rừng ruộng lúa như thế này mà lại có voi được. Và sự thật là có nha các bạn.
Đó, nhiều cái video trên mạng là có rồi đấy. Đó, mắt thường thì người ta thấy nhiều rồi, nhưng mà những người mà quay phim ấy, thì nó khó hơn, nhưng mà cuối cùng ta cũng quay được. Đó, voi nó đi ra. Đó, chúng tôi cắm trại ở đây từ 6 giờ chiều ngày hôm qua. Vâng, cả đêm là nghe tiếng ếch nhái, rồi côn trùng nó kêu, rồi tiếng con này con kia trong rừng nó kêu, đủ thứ hàng trăm loại âm thanh. Ồ, cái vũng nước này cái vũng nước này là bạn Ròm chạy chiếc Ducati ngày hôm qua, tối hôm qua 8 giờ 9 giờ tối mới tới, là lội qua cái đám đó là rớt mất dép trong đó. Dép nó chìm, nó lún ở dưới đó, rồi rút chân lên là chỉ có chân thôi, không có dép. Và mò mẫm cả đêm không tìm được. Lát nữa không biết về chạy xe sao đây. Vâng, các bạn thấy chiêu không? Cái này gọi là camping hoang dã. Rất là mạo hiểm các bạn ha. Đó, chúng tôi chuẩn bị thu dọn đồ các bạn ơi. Đó, thì đây là cái nệm hơi này. Đó, nó cũng mỏng thôi, chỉ khoảng độ 5cm thôi, nhưng mà nó có những cái cục hơi nó gồ ghề ấy, cho nên mình đặt nó trên cái nệm đất mình nằm nó rất là thoải mái, nó phù hợp, nó không có bị cấn lưng. Và lâu nay mình nằm ở dưới đất ấy, trên tấm ni lông ấy, nằm nó đất đá cây đổ đông vào lưng khá là khó chịu. Còn có cái nệm này nệm ru à, nó nằm nệm đã lắm. Rồi có cái gối để mà gối đầu nữa. Tôi thì có thói quen là gối đầu mà không có là không ngủ được. Đó, cái gối đầu này đã nằm gối mà nó không có đổ qua hai bên nữa, nó lõm ở giữa rồi hai bên nó phình lên đấy, nằm nó không có lăn qua lăn lại, sướng lắm các bạn ơi. Mình đi chơi bao nhiêu năm nay rồi mà mình không mua. Đó, đến bây giờ chơi cả chục năm rồi bây giờ cũng mua được tấm nệm 470k, tiền ship nữa là 490 đấy. Đó, nệm hơi rất là nhỏ và nhẹ. Nó bên đây là chỗ xì hơi này, nó mình mở ra là nó xì hơi. Đó, xì nó xẹp đi, sau đó mình sẽ xếp nó lại. Thì cách xếp cũng rất là đơn giản. Đó, mình gấp lại làm 3 ha. Mình gấp lại làm 3 cho nó ngắn lại đó, rồi mình cuộn nó lại. Mà cái chỗ này cây cối cỏ nó hơi bồng bềnh, với lại cái lều bên trong là nước không à, cho nên nó bị ướt các bạn. Thật sự thì rất ít khi mà các bạn đi camping ở những nơi mà nó ướt át như thế này. Đó, rồi mình cuộn lại thôi. Đó, mình vừa cuộn mình vừa ép hơi cho nó xì ra ngoài hết. Hay mà, mọi thao tác thì rất là nhanh. Đó, các bạn nào chưa biết cách bơm thì coi cái clip phần 2, phần 1. Đó, tôi có bơm lên bằng chân ấy. Dùng chân đạp bơm lên chỉ khoảng độ 1 phút thôi. Đó, mình gói chặt lại thì nó to như là một cái áo mưa thôi. Trọng lượng của nó thì nặng hơn chai nước suối tí xíu, tức là khoảng độ chưa tới nửa ký đâu, đó chừng 300-400 gram thôi. Ok. Bạn Luân ăn mì gói với xúc xích. Vâng, mọi người vẫn còn đang ngồi nhâm nhi cà phê tán nhóc, hít thở không khí trong lành của cánh đồng lúa rừng Nam Cát Tiên. Các bạn đã từng trải qua những cái lúc như thế này bao giờ chưa? Vâng, đây là ly mì của tôi các bạn. Luôn làm cái gì vậy ta? Tốt rồi nè, ghi nhận. Má sạc cục sạc 5 triệu. Ủa, đang làm gì vui vậy ta? Mò cua bắt ốc. Mò từ sáng đến giờ luôn đó các bạn ơi.
nghe nói là sừng ở đây nó tốt cho chân, tốt cho da. Đây là anh em tắm bùn Nam Cát Tiên. Ok các bạn, chúng tôi đang dọn dẹp, thu dọn lều. Những cái rác nào mà đốt được thì mình đã đốt ở đây. Còn cái rác nào mà không đốt được này, mình sẽ đem ra ngoài. Đó, đây là mình rác đem ra ngoài các bạn. Đang thu dọn hành lý. Tả lại hiện trạng. Đẹp hơn ngày hôm qua. Đây, cái chỗ này là hôm qua tôi cắm lều các bạn. Nằm trên vũng nước luôn này. Đó, ngay cây tre này. Đó, mình đi thẳng ở đây là đi sâu vào đây mười mấy cây số là rừng Nam Cát Tiên. Ở đây là giống như là bìa rừng nữa. Đó, còn đây là ruộng lúa Nam Cát Tiên đây. Ruộng lúa này thì có kích thước mỗi chiều khoảng độ 1,5 km. Đó, xe mình để ngoài kia. Đó, mình phải lội ruộng khoảng độ 100 mét này. Vâng, đây có một cái cây rất đẹp. Anh em đang thu dọn bên kia. Đó, bên đây đồng lúa. Đó, mình phải đi theo cái bờ đê này khoảng độ hơn 100 mét để ra cái chỗ để xe. Vâng, chiếc dây ngoài kia đã bị thủng cái xe và đang thay lốp. Mệt quá, khiêng đồ đi ra đi vô, đi hai ba lượt mới hết đồ. Mình mang lều, mang trại đồ theo. Đó, xe mình để ở đây hồi đêm qua. Hello các bạn, chúc các bạn buổi sáng vui vẻ. Vâng, đây là com Lycam của hãng Husqvarna. Tên của nó là Blackhawk 1. Nhiều hâu đen đấy các bạn. Đó, và hiện tại tôi đang ở đồng lúa của rừng Nam Cát Tiên. Phía sau lưng kia là rừng Nam Cát Tiên. Bây giờ tôi sẽ bay con Blackhawk 1 này lên, quay cảnh gặt lúa cho các bạn xem. Ok, cất cánh. Quá tuyệt vời. Vâng, đợi mãi 9-10 giờ trưa rồi mà nắng vẫn không lên được các bạn ơi. Vẫn không có nắng, thậm chí còn có lúc lác đác mưa nữa. Cho nên là tôi quyết định bay cục pin cuối cùng. Đó, mời các bạn xem cảnh gặt lúa nha. Gặt lúa bằng máy gặt, giống như là máy liên hợp vậy đó. Đó, lúc trước giờ mình cũng coi YouTube hoặc trên TV thì cũng thấy những cái máy này nhiều rồi. Máy nhỏ hơn hoặc thậm chí to hơn mà chưa thấy tận mắt bao giờ. Ngày hôm nay mới được thấy tận mắt là cái máy gặt. Quá dữ luôn. Vâng, ở cái tuổi của tôi thì 55 tuổi thì các bạn biết, ngày xưa tôi sống ở Biên Hòa, Đồng Nai thì cũng ở gần ruộng lúa. Thời đó là lúc mới giải phóng 1975, lúc đó tôi 6 tuổi. Là đồng lúa gặt này toàn gặt bằng tay không, huy động người đứng xếp hàng gặt bằng tay, rồi vác bằng tay đó, rồi đập lúa, mang mấy cái máy đập ra đập bằng tay, lấy chân đạp rồi lấy tay đập, quá là kinh khủng, toàn sức người không đó. Còn bây giờ ở một cái vùng quê như thế này mà đã có máy liên hợp, đã ghê. Hầu như con người không phải làm cái gì cả.
nó tự cắt, tự tốt lúa. Rồi mình chỉ việc hứng nha, hứng cho nhiều bao ha. Đầy bao là buộc lại. Đó. Đầy bao là buộc lại. Xong rồi chạy một vòng. Tới kia là thả xuống. Đó. Là có máy cày để trở về kho đem đi phơi. Không biết cái máy này là bao nhiêu tiền ta. Rồi mức tiêu thụ xăng dầu của nó là một tiếng là hết bao nhiêu các bạn có biết không ta. Và cảnh đẹp ghê. Đó, những cảnh như thế này thì các bạn chỉ có thể bay Flyca mới quay được ha. Chứ mình cầm điện thoại mình chạy theo, chạy bộ theo thì chạy không nổi đâu. Vấp té rồi video nó rung lắc. Đó, bay Flyca là rất là lợi thế. Đó, đi một vòng như vậy là được khoảng độ 4 bao. Vâng, có cái bạn đón vàng ấy. Đó, cứ lấy đất với lại rơm, cỏ ném Flyca. May mà không trúng. Đấy, đi một vòng là thả xuống khoảng độ 4 bao lúa rồi mình mới đem về phơi. Không biết là bây giờ họ phơi ở đâu thì mình không biết, hay có máy sấy không, hay vẫn đổ ra đường phơi thì tôi cũng không biết luôn. Đó, cánh đồng lúa bạn ngàn kìa. Ngày hôm qua thì thấy khoảng độ có 3 máy, 3 cái máy gặt đó. Hôm nay thì có cái à. Đó, cái xe này là xe máy cày chở bao lúa đi đấy các bạn. Vâng, mục đích của chúng tôi đến đây là ước mơ là sáng dậy là có một cái bình minh, mặt trời mọc trên cánh đồng lúa bạt ngàn rất là đẹp. Đó, nhưng mà mình không có được ngắm cái cảnh đó các bạn ơi. Không thấy được bình minh trên ruộng lúa, không thấy được nắng vàng lung linh. Đó, chỉ có mưa và sáng sớm thì nó ẩm ướt như thế này thôi. Rất là tiếc luôn. Cái thứ hai là săn mây. Đó, cái thứ hai là săn mây. Thì mây tầm thấp thì không có các bạn. Đó, cũng phải bay lên đến 200m thì mới có. Đó, chứ còn mây tầm thấp là không có, sương mù thì cũng không có luôn. Đó, vâng, chúng tôi ở phía kia. Quá là kịch tính, quá là mạo hiểm. Thật sự là đây là lần đầu tiên mà tôi đi camping. Tôi đi nhiều rồi nhưng mà có lẽ lần đầu tiên bị ẩm ướt và mưa suốt như thế này. Đó, và phải lội ruộng này. Đó, anh em đang chuẩn bị sắp đồ lên xe để đi về lại thành phố Hồ Chí Minh. Quãng đường đi thì cũng gần thôi, chỉ có 140 km là về tới thành phố Hồ Chí Minh. Đó, cái xe 7 chỗ kia còn đi vào được các bạn ha. Đó, thật sự thì những cái đường này mình đi xe nhỏ nó còn dễ hơn là đi xe mô tô. Đi mô tô nó to, nó nặng, nó dễ đổ hơn là xe nhỏ. Ok, đón Flyca về các bạn ơi. Vâng, quá tuyệt vời các bạn ơi. Nếu các bạn cảm thấy thích thú với con húp san Black House 1 nhiều hâu đen một này thì hãy bấm vào phần mô tả của video để liên hệ với shop và đặt hàng cho con. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Ok, 10:45 thì chúng tôi xuất phát các bạn ơi. 10:45. Vâng, cái đường ruộng này thì nó hơi lồi lõm một xíu. Xe tôi thì có chở người đằng sau và có 3 cái thùng khá là nặng, cho nên là mình chạy không có tự tin lắm. Cái đường lạ này mình sợ lỡ có cái hố nào hoặc chỗ nào nó sâu quá nó trượt ngã đấy.
cho nên là chạy từ từ thôi chứ không có nhanh được như một số anh em. Đó, các anh em đi trước thì đi 4 người 4 xe thì đi không có chở người, 50-60 kg cũng là cả vấn đề đằng sau. Còn cái thùng, tôi 3 thùng đó. Chạy cũng hơi cẩn thận. Cẩn thận thì nó lại càng khó chạy, tức là chạy càng chậm thì nó lại càng khó, nó càng dễ mất thăng bằng, dễ phải chống chân, dễ ngã đổ. Đợi cho mấy cày nó qua đây. Trơn quá các bạn ơi. Chưa, đằng sau có mấy cày này. Mà ngồi chơi sáng giờ không sao. Vừa mới lên xe về thì gặp hai cái xe máy cày chạy rất là chậm, nên là mình lại phải lẻo đẻo đi đằng sau. Cũng vui, có cái view, có cái để quay phim. Xình lầy bắn tung tóe. Các bạn đã từng đi những cái đường ruộng, đường đất như thế này nhiều lần chưa? Cái này gọi là off-road, đi off-road chắc là level 1 đó. Level 1 ha. Wow. Không, chắc là phải level 2 các bạn ha. Level 1 là đường này này. Đó, tức là đường nhựa mà bị lục lỗ, đường nhựa mà bị vỡ, bị bể, đường cũ á, hoặc là đường xi măng lồi lõm thế này này thì cũng gọi là off-road level 1, tức là dòng để cho những dòng xe ADV nó chạy trên đường đất đỏ hoặc là đường xi măng vỡ vân, nói chung là không phải đường nhựa, xấu hơn đường nhựa thì gọi là level 1. Còn nếu mà mình vào đường đất mà hố hung đồ thì chắc phải là level 2 à. Còn mà có lên dốc xuống dốc đồ, rồi hổ gà, rồi đá đất thì chắc phải là level 3 này. Level 3 là nó khó lắm. Đó, bị kẹt xe luôn các bạn. Chạy cả ngắc cả ngắc. Xe mô tô thì chạy thì nó sướng, nhưng mà vừa chạy vừa dừng thì nó cực, vất vả, to nặng, khó điều khiển hơn là cái xe nhỏ. Nhưng mà bù lại thì chạy đường dài, đường thẳng, nó sướng. Đó, đường đất này. Đó. Vâng, cái xe tôi thì có thay cặp lốp bán địa hình của CB500X rồi. 5 chiếc xe, 5 anh em. Đó, tôi với nhóc Luân nữa là 6 người. Và trên cái bán tải, trên cái xe 7 chỗ dây ấy, thì có 2 anh em nữa là 8 người. Đó, nhóm chúng tôi là 8 người. Đó, đi cam bình. Đó, các bạn thấy 3 cái thùng đằng sau không? Mất cân đối, khá là nặng. Đó, đây là nhóc Luân, con trai út của tôi các bạn. Ok, đi tiếp nè. Vâng, từ bên trong ruộng nó mà đi ra tới đường nhựa này thì chắc cũng khoảng độ 2-3 cây số ạ. Khoảng đó các bạn. Đó. Đường đất, đất sét trơn, nhiều chỗ trơn mà mình chỉ cần thúc ga một cái thôi
là nó xoáy bánh ấy. Xoáy bánh ấy. Vâng, bạn Tùng cảm thấy cung đường này quá đẹp và chill, cho nên dừng lại để lấy Lycam ra, lấy con Mavic 3 ra để bay cho anh em. Bay vài shot trên cao. Qua giờ mình không có cái cảnh quay đường, đường đi mà có xe chạy. Đó, vâng, đây là hình ảnh của Mavic 3, DJI Mavic 3. Vâng, bạn Tùng bay theo phong cách FPV, bay luôn lách ha. Vâng, màu thì tôi có chỉnh lại rồi, chỉnh tông màu Hàn Quốc nhìn cho nó chất chất một chút xíu. Ồ, đã chưa. Thật ra thì đoạn này nên chạy luôn 5 xe và cho Mavic 3 Follow Me bay theo. Nhưng mà như vậy thì rất là mạo hiểm. Nó mà dính lên ngọn cây là thôi rồi, căng lắm á. Ồ, đẹp quá. Cái này là bay bằng tay đây mà còn phải mò mẫm để tìm đường. Đó, nó dính cảm biến, nó khựng lại các bạn. Ồ, đẹp quá các bạn ơi. Chỉ có điều là xe chạy, tôi chạy đằng sau hơi bị chậm nên nó rớt lại đằng sau. Ồ, đẹp quá, bên trái là sông Đồng Nai các bạn ha. Đó, còn phía xa nói xanh là giáo xứ Tà Lài. Ồ, quá chiều các bạn ơi. Đường đất ha, đường đất. Ồ, đây đi ngang một cái cầu này. Một cái cầu khá là đẹp. Bạn Tùng sẽ bay qua phải để các bạn nhìn thấy cây cầu. Wow. Đó, cây cầu. Quá đẹp. Đẹp quá Tùng ơi. Ồ, bạn Tùng bay đến đây thì mất sóng rồi. Quá xa mất sóng. Đây là cầu Tà Lài đây. Mọi người dừng lại đây. Tính bay lại cao một đoạn nữa. Mà người bay không ngại, mà người được quay ngại, lười các bạn ơi. Cho nên thôi bỏ hồi. Anh em đi ra ngoài tìm quán ăn cơm. Vâng, chúng tôi chạy khoảng độ 7 cây số thì ra tới thị trấn. Đó, và ghé lại ăn cơm cái quán cơm trưa ngày hôm qua. Vâng, bây giờ là trưa chủ nhật. Trưa hôm qua thứ bảy thì hai cha con tôi và bạn Tuấn Anh cũng ghé đây ăn cơm rồi. Cơm đây khá là ngon, người dân nữa. Đói quá rồi, mặc dù là sáng cũng cà phê mình gói đầy đủ, mà do mình vận động quá nhiều. Ok các bạn, 11 giờ rưỡi thì chúng tôi ăn cơm ở Tà Lài. Cơm cuốn ơi. Cơm đâu quá. Ơi em ơi. Vâng, bùn đất nó bắn lên che hết cả biển số luôn. Đó, che hết biển số luôn nè. Đó, các bạn nhìn cái xe này. Ngày hôm qua là còn sạch bong. Đó, sình bùn. Cổ bô là mới là chỗ đáng nói này. Wow, không thể tin được luôn. Sình bô nó bắn lên nó khô cứng lại như này, quá ghê. Đó, nhìn bên đây mới ghê đấy các bạn, nhìn nó như là tổ ong á. Sình bô bắn lên rồi nó nóng quá mà nó đốt cháy, khô cứng lại ở đó. Đó, cái xe ba cái thùng, ba thùng nặng nên hơi khó chạy các bạn nha. Đó, giày mới mua
thê thảm luôn. Giày này mang hơi đau chân tí. Vâng, chúng tôi ghé ăn cơm xong thì ghé một quán cà phê vọng, nằm uống cà phê, uống nước, ngủ trưa tí. Đó, mỗi cái chuồng như vậy là có 3 cái vọng. Ghé đây cà phê vọng ngủ trưa các bạn ơi, 12:30 rồi. Ngủ khoảng tiếng hồ rồi mình đi tiếp. Nắng quá. Vâng, trưa nắng 12:00 trưa mà ngồi trong cái chòi này nó cũng tương đối là mát, nghĩ là nó nóng nhưng mà cũng tương đối mát. Đó, uống ly nước cam, nước chanh dây giải nhiệt. Giày với áo tôi phải đem ngoài nắng phơi. Cái áo mình cả đêm qua là nước nó ngập ướt hết luôn cái áo da, cái áo gió đó. Đem ra ngoài nắng phơi. Quá ghê gớm. Ok, 2:00 chiều rồi các bạn ơi. 2:00 chiều chúng tôi ngủ khoảng độ 1:30 rồi. Uống cà phê rồi ngủ 1:30, bây giờ tiếp tục lên đường đi. Nắm bạch. Vâng, lượt về từ Tà Lài đi ra quốc lộ 20 thì chúng tôi có đi một cái đường tắt. Nói chung là cũng không phải đường tắt mà là một cái đường nhỏ hơn. Quãng đường đi thì nó cũng không gần hơn bao nhiêu đâu, nhưng mà nó hơi chiêu. Đường nhỏ chạy hơi chiêu, mặc dù là tốc độ thì cũng không thể chạy nhanh được, tầm 6-70 thôi. Đường nó hơi uốn lượn này. Tôi thì cứ thấy bị khuất tầm nhìn là mình phải cẩn thận, chứ không có dám ôm cua như các bạn trẻ. Chừng nào mà tầm nhìn mà mình thoáng mình mới thốc ga lên được, chứ còn tầm nhìn đang khuất là không có dám cua. Cho nên thường xuyên bị rớt lại đằng sau, mình chỉ ráng đu theo các bạn thẳng thôi. Đáng đu theo, còn các bạn cong là thua. Ôm cua mà khuất mà cái đường nhỏ như vậy là ngán lắm. Vâng, ra đến quốc lộ 20 đi bạn. Đó, rẽ phải là ra quốc lộ 20. Chạy thẳng là về ngã tư Dầu Dây đó. Ở ngoài này thì đường nó to, nó rộng hơn. Vâng, 2:30 chiều thì chúng tôi đã về đến quán Thức Phú, còn cách Dầu Dây khoảng độ 50 km nữa thì trời đổ cơn mưa, một cơn mưa rào. Bây giờ lại tạnh rồi. Đường dài thì các bạn rút kinh nghiệm, thấy những cái đoạn nào mà nó vắng vẻ như thế này này, đó là mình nên chạy chậm nha. Hai bên không có nhà dân nữa,
trước có một cái trạm công an này mà tôi đâu có biết. Đó, mình vượt lên 90 km/h, vừa mới vượt lên xong thì có trạm công an bên phải này. Ghê gớm chưa? Nhưng mà có thể là do bắn cái người bắn tốc độ ấy, họ bắn trước đó một đoạn khá xa nữa rồi, họ tới gần quá rồi thì họ không có bắn. Đúng 3:30 thì chúng tôi đã về đến ngã tư Dầu Dây. Từ quốc lộ 20 chúng tôi rẽ vào quốc lộ 1, rẽ phải để về thành phố Hồ Chí Minh. Ba giờ 30 chúng tôi đã về đến ngã tư Dầu Dây đây. Trời đen thui luôn. Vâng, các bạn đang đứng ở phía đằng sau kia nghỉ giày lao chắc mặc áo mưa à. Ủa chứ dừng lại chi vậy? Thì đoàn chúng tôi đã về tới ngã tư Vũng Tàu các bạn ơi. Phía trước là Sona Đền Di. Bây giờ mình rẽ trái để về thành phố Hồ Chí Minh. Bye bye Tùng ơi. Bạn Tùng FDP sẽ qua cầu. Wow. Chạy thẳng mà cứ đi sát ở bên trong của cái
là những người lên trái. Thùng FTP chạy 3 thùng. Bye bye bạn Thái. Thái mặc áo thùng màu xanh này, áo mưa màu xanh này, áo tinh. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cái xe xì số các bạn ơi. Bảng xe sĩ số này, Thanh Vương Phát, Thanh Vượng Phát. Ở trước thì bảng sĩ số này rất là nhiều đó, nhưng mà khoảng độ 10 năm trở lại đây là ta cấm rồi. Bây giờ mình mới gặp lại này. Vâng, 4:30 các bạn ơi, 4:30 chúng tôi đã về tới thành phố Thủ Đức rồi. Bắt đầu đi qua đường hai chiều đó, có cái lằn màu vàng, lằn màu vàng là của đường hai chiều, nhưng mà cái chiều bên kia rất ít người đi, cho nên là nhiều khi mình nhầm lẫn đấy. Nhiều người nhầm lẫn là bên ngoài đó là đường ô tô đó, có người đi ngược lại kìa. Sáng thì chúng tôi thu dọn và lên đường về thành phố Hồ Chí Minh.
rồi. Kết thúc hành trình đi phượt Cam Binh 2 ngày 1 đêm của hai cha con. Quãng đường đi thì khoảng độ 150 km thôi, đi 150 về 150. Vâng, nếu các bạn cảm thấy thú vị với video thì hãy đăng ký kênh YouTube Toàn Hồng Giang để đón xem những hành trình vượt chuyến Cam Binh hoặc là Gờ La Binh tiếp theo. Còn nếu các bạn thấy video quá hay, quá vui và có nhiều bình tĩnh thì hãy bấm vào nút thanh, hay là còn gọi là nút cảm ơn đó, để mời chủ kênh Đoàn Hồng Giang một ly cà phê hoặc ủng hộ 4 lít xăng để hai cha con chúng tôi, hai vợ chồng chúng tôi có thêm điều kiện để thực hiện những cái chuyến vượt tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn và gia đình tối chủ nhật vui vẻ, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, còn tràn đầy năng lượng để ngày mai thứ hai chúng ta lại tiếp tục đi làm. Bye bye các bạn. Vâng, lên mạng nó tốt đẹp quá các bạn ơi. Sài Gòn không mưa, trời trong veo. Đó, chúng tôi đã về đến cầu Sài Gòn rồi và xin phép kết thúc ở đây. Vâng, về tới vòng xoay Điện Biên Phủ bạn ơi. Đồng hồ bên trái 5 giờ. Vâng, bạn Luân cảm thấy hơi đói bụng, cho nên là hai cha con sẽ ghé vào McDonald's Điện Biên Phủ này ăn nhẹ một cái cánh gà hay một cái đùi gà gì đó cho nó vui rồi về nhà. Đây. Mình để xe ở đâu? Để xe ở đây. Hình như là bạn Luân lần đầu tiên vào đây hay sao ta? Đây là lần thứ hai. Tôi nhớ hình như lần thứ hai á. Ra đây đặt luôn nha anh. Bình thường ăn mất luôn rồi ở đây. Chiên chủ. Âm thì vết sâu gì đấy. Con gà đi ăn hamburger à? Tương ớt nè, tương cà, nấm hút. Ồ, ta lấy không? Rồi, ăn luôn ơi. Uống cái nước kìa. Quả cái hầm bờ ghê chứ. Hello các bạn, lâu lắm rồi hai cha con mới ghé vào đây các bạn ơi. Wow, ngon lắm luôn ơi. Ăn rồi. Ăn một cái hamburger. Ok, mời các bạn ăn xế.